Trí Thuận cùng tập đoàn Danh Khôi xin kính chào quý anh chị và các bạn. Kính thưa quý anh chị, trong các loại hình bất động sản thì bất động sản ven biển luôn có sức thu hút rất đặc biệt và giá trị không ngừng tăng trưởng. Một điều minh chứng cho thấy rất nhiều những thành phố nổi tiếng trên thế giới đều nằm ngay bên bờ đại dương như Barcelona, Tây Ban Nha, Vancouver, Canada, Sydney, Úc, San Francisco, Hoa Kỳ hay Tokyo, Nhật Bản. Theo các số liệu thống kê thì giá bất động sản ven biển đắt gấp 30 lần so với trong đất liền. Đặc biệt hơn nữa, nếu bất động sản đó gắn liền với khu du lịch biển nổi tiếng hay khu công nghiệp thì đó là bảo chứng sinh lời của các nhà đầu tư. Riêng tại Việt Nam, sức tăng trưởng của các thành phố ven biển trong suốt nhiều năm qua vẫn luôn rất nóng và chưa hề có dấu hiệu chững lại. Đặc biệt, những dự án bất động sản ven biển có tính pháp lý, sở hữu lâu dài, đặc biệt khan hiếm hiện nay, luôn có sức hút lớn với các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Như quý anh chị đã biết, thời gian gần đây thì rất nhiều khách hàng của Danh Khôi đang quan tâm tới dự án Takashi Ocean Suites Kỳ Co, đô thị biển mang phong cách Nhật Bản duy nhất tại thành phố Quy Nhơn và cũng đang là tâm điểm đầu tư tại khu vực miền Trung. Khu đô thị dự kiến sẽ tạo nên làn sóng mới bùng nổ trên thị trường bất động sản ven biển tại Việt Nam. Có thể nói đến thời điểm này thì sức hút của dự án Takashi Ocean Suites Kỳ Co đang lan tỏa ngày một rộng lớn. Đặc biệt với cơn biến động của đại dịch Covid-19 thì xu hướng dịch chuyển về các khu bất động sản nghỉ dưỡng ven biển hướng đến môi trường thiên nhiên trong lành, an toàn cho sức khỏe và bền vững lâu dài lại ngày càng cao hơn. Chưa kể Việt Nam sở hữu đến 2/3 đường bờ biển trải dài khắp dải đất hình chữ S nên rất có lợi thế trong phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Các chuyên gia chuyên đầu tư vào bất động sản ven biển nhận xét, thời gian tới sẽ là bàn đạp để đưa thị trường bất động sản ven biển miền Trung lên một vị thế mới. Vì tiềm năng phát triển bất động sản ven biển của miền Trung còn rất lớn, sự hấp dẫn của cảnh quan biển nguyên sơ do thiên nhiên ban tặng đang dần được các chủ đầu tư khai thác và tận dụng thành thế mạnh vượt trội cho việc phát triển vân khúc bất động sản ven biển này. Dự đoán bất động sản miền Trung sẽ hứa hẹn khả năng tăng giá cho các nhà đầu tư và sẽ ngày càng khan hiếm trong tương lai. Và nói về sức hấp dẫn của bất động sản biển miền Trung thì Bình Định đang là viên ngọc sáng có hấp lực mạnh mẽ tại thời điểm này. Hiện Bình Định đang là một trong 5 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với chiến lược quy hoạch khu kinh tế Nhân Hội và bán đảo Phương Mai có tầm nhìn phát triển với quy mô rộng lớn. Vùng đất bán đảo Phương Mai là một trong những điểm tập trung giao thương của các tuyến hàng từ các vùng giàu có như Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Đông, từ miền Trung tỏa ra các quốc gia khác. Với vị trí cửa ngõ này đã tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển thành một cảng trung chuyển quốc tế trong tương lai. Vị trí kết nối này không chỉ dừng lại ở hành lang xuất nhập khẩu mà còn là một hành lang du lịch Đông Tây. Tất cả các tuyến đường du lịch xuyên Đông Nam Á, các khu vực như Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan đều rất thuận tiện khi di chuyển đến Nhân Hội để tận hưởng du lịch biển. Bán đảo Phương Mai còn có 3 cảng biển lớn, đó là cảng biển Đống Đa, cảng biển quốc tế Quy Nhơn và cảng biển nước sâu Nhân Hội. Đây là hệ thống cảng phục vụ các nhu cầu trong nước và quốc tế, chính là một điểm hứa hẹn hấp dẫn của hàng trăm nhà đầu tư bất động sản công nghiệp bên cạnh bất động sản nghỉ dưỡng tại đây. Có thể nói, thật khó để tìm ra một quỹ đất thứ hai có lợi thế tuyệt vời như bán đảo Phương Mai tại Quy Nhơn, Bình Định. Và quý vị có thể thấy, Bình Định còn nằm ở trung tâm của trục Bắc Nam Việt Nam trên cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tháng 9 năm 2019, sân bay Phù Cát chính thức được nâng cấp thành sân bay quốc tế và hàng ngày có khoảng hơn 600 lượt khách từ các sân bay tấp nập nhất bay đến đây. Dẫu cho giai đoạn 2019 tới năm 2021 là 2 năm chúng ta trải qua các đợt dịch, nhưng sân bay quốc tế Phù Cát vẫn là một trong những sân bay an toàn, có thể đón chào khách trong các thời điểm dịch ổn định. Với việc mở rộng sân bay quốc tế, kết nối quốc lộ 19B, kết nối quốc lộ 1 và sự mở rộng của các cảng biển hình thành trục ngoại giao giúp kích hoạt toàn bộ tiềm năng kinh tế của tỉnh Bình Định. Và thưa quý anh chị, tỉnh Bình Định đã đặt mục tiêu đến năm 2035, thành phố Quy Nhơn sẽ là thành phố đô thị loại 1, được quy hoạch hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, được quản lý kiến trúc hợp lý, tạo dựng được một thành phố năng động, hiện đại mà giữ được bản sắc để phát triển. Đến năm 2030 sẽ thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ của Nam Trung Bộ. Đến năm 2050 sẽ là đô thị công nghiệp sạch,
công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á. Theo đó, việc quy hoạch hướng biển sẽ được mở rộng không gian Quy Nhơn về phía đông qua bán đảo Phương Mai trong phạm vi khu kinh tế Nhân Hội và các vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Nhân Hội chính là ngôi sao mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Theo đó, tiềm năng tăng giá của bất động sản là rất lớn. Nhìn về thành phố Đà Nẵng, thì quý anh chị có thể thấy bây giờ 1m² đất mặt tiền, ví dụ như tại đường Phạm Văn Đồng, có giá trị gần 500 triệu. Như vậy, nhìn về Nhân Hội với mức giá hấp dẫn như hiện tại, đang giải tỏa được khao khát đầu tư của các nhà đầu tư muốn khai thác tiềm năng bất động sản ven biển kết hợp du lịch. Đặc biệt là sự khan hiếm của loại hình bất động sản có giá trị pháp lý lâu dài. Chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình rất là cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình cùng với chúng tôi. Nhưng mà để chúng ta có thể là trao đổi thân mật hơn thì cho phép Quang Quý được gọi là anh Tuấn nha, để chúng ta có thể là hỏi đáp và cũng như là chia sẻ thêm thông tin ạ. Dạ vâng ạ, câu hỏi đầu tiên mà Quang Quý muốn đặt cho anh Tuấn đó chính là ở thời điểm hiện tại thì anh nhận định như thế nào về tình hình thị trường bất động sản ở khu vực Quy Nhơn khi mà chúng ta so sánh cùng với những thị trường phải nói là đã rất là lâu đời như là Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng hay là Nha Trang trong những năm gần đây ạ? Theo ý kiến của cá nhân thì nếu mà chúng ta bỏ qua yếu tố về dịch Covid, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng được hưởng lợi rất nhiều từ câu chuyện về phát triển hạ tầng, về số lượng khách du lịch tới tại thị trường Việt Nam, kể cả thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế. Và bên cạnh đó thì được rất là nhiều các cái chủ đầu tư lớn, họ đầu tư một cách bài bản và sản phẩm rất đa dạng. Và cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thì trong khoảng 5 năm trở lại đây tương đối phát triển. Chúng ta có thể nhìn thấy được là chia cái nhóm này thành hai nhóm lớn thôi. Nhóm đầu tiên đó là nhóm thị trường bất động sản truyền thống. Truyền thống ở đây có nghĩa là đã hình thành cái thị trường nghỉ dưỡng rất lâu rồi, như là Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang. Đây là những cái thị trường mà thu hút một cái lượng khách du lịch tương đối rất là lớn trong khoảng thời gian gần đây, kể cả sau thời điểm dịch Covid. Khi mà có dịch Covid xong thì sau khi mà gọi là chúng ta kiểm soát cơ bản về dịch thì số lượng khách du lịch quay trở lại nó tăng lên tương đối. Thế thì đối với là thị trường truyền thống như này, trước giờ thì các nhà đầu tư đầu tiên ấy, họ sinh lời tương đối là lớn. Các cái thị trường này hiện tại bây giờ theo đánh giá của tôi thì thứ nhất là về giá là đã ở lên một cái mức tương đối rất là cao rồi, và thứ hai đó là những cái khu bờ biển đẹp thì hiện tại bây giờ nó trở nên khan hiếm rồi. Thì đó cũng là cái điểm mà nó làm giảm cái sức hấp dẫn của các cái nhà đầu tư khi mà họ lựa chọn đầu tư vào đây. Và cái nhóm thứ hai mà mình đang nói tới đó là nhóm thị trường mới nổi. Chẳng như là mình có thể nói là như là Bình Định này, mình có thể nói là một vài địa phương ở phía Bắc, hoặc là một vài địa phương mà nó lân cận những cái khu vực truyền thống, là ở những khu vực mà chưa được khai thác quá nhiều về du lịch, có quỹ đất hiện tại bây giờ đang rất là nhiều. Thì đầu tư tại thời điểm bây giờ thì nó hấp dẫn hơn. Tức là theo ý kiến cá nhân của tôi thì nếu mà chúng ta so sánh, và Quy Nhơn thì đang nằm ở trong nhóm 2 này, được hưởng lợi từ rất nhiều, từ cái câu chuyện về hạ tầng, câu chuyện về thu hút của Ủy ban Nhân dân Bình Định thì rõ ràng là tạo rất là nhiều điều kiện cho các nhà đầu tư. Nếu làm cái so sánh của các thị trường truyền thống cách đây 5 đến 10 năm thì Quy Nhơn có thể là nằm trong cái giai đoạn mà có thể gọi là đi nhanh hơn nữa. Vậy thì chúng ta cũng đang thấy được lợi thế của Quy Nhơn cùng với cái xu hướng mà dịch chuyển hướng đầu tư của giới đầu tư bất động sản ở thời điểm hiện tại mà anh đã chia sẻ đúng không ạ? Nhưng mà anh cũng có đề cập đến một việc, đó chính là tình hình dịch bệnh Covid-19. Như chúng ta đã biết là dịch Covid-19 đang có những cái sự diễn biến rất là phức tạp từ năm 2020 cho đến tận thời điểm hiện tại. Như vậy thì đối với những cái thị trường mới như là Quy Nhơn thì bên cạnh những thông tin mà anh đã chia sẻ thì anh còn thấy là nó sẽ có những cái thuận lợi và cả những cái khó khăn gì trong thời gian sắp tới ạ? Đầu tiên chúng ta nói về khó khăn trước. Rõ ràng là dịch Covid-19 thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả những thị trường truyền thống và lẫn những cái thị trường mà mới nổi như là Quy Nhơn. Cái khó khăn này nó sẽ có thể là kéo dài cho đến khi mà chúng ta kiểm soát được và có vaccine. Điều này là khó khăn chung. Và ngoài ra khó khăn mà chúng ta nói xét riêng về thị trường Quy Nhơn thì chưa có những cái công trình và chưa có những cái khu giải trí có thể thu hút được thậm chí là khách ở trong nước để họ có thể lưu trú dài ngày hơn. Và bên cạnh những cái khó khăn mà chúng ta chia sẻ như thế thì rõ ràng là Quy Nhơn có những cái chính sách rất là riêng và họ đã thu hút được, kể
kể cả những cái chính sách về đầu tư trong mùa cao điểm về dịch 2020-2021 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đưa ra những cái chính sách để thu hút các nhà đầu tư, những cái thương hiệu mạnh đầu tư vào thị trường Quy Nhơn, thị trường Bình Định. Bên cạnh đó thì kể cả trong thời điểm dịch thì cũng có những cái chính sách thu hút các cái lượng khách du lịch tới tại thị trường này. Đó là một điểm đến gọi là hấp dẫn, mới, thỏa mãn được cái nhu cầu về nghỉ dưỡng xanh sạch với chi phí rất là phải chăng. Dạ vâng, thưa các anh chị, ngoài những gì mà anh Tuấn đã vừa chia sẻ thì Quang Quý cũng xin được thông tin thêm là theo như thống kê báo cáo của tỉnh Bình Định là trong 2 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thu hút được 15 dự án đầu tư với tổng vốn thu hút là 23.768,45 tỷ đồng thưa quý vị. So với cùng kỳ năm trước là tăng gấp 2,14 lần về số dự án và tăng gấp 25 lần về tổng vốn đầu tư. Wow! Và những con số này đã phần nào chứng minh cho chúng ta thấy được sức hút của thành phố biển này, đúng không ạ? Và Quang Quý cũng xin mời các anh chị chúng ta xem tiếp một biểu đồ thống kê ạ. Như chúng ta đã thấy là theo thống kê số ngày lưu trú du lịch bình quân thì Quy Nhơn sắp xỉ bằng với Nha Trang khi đạt ở mức 2.4, còn Nha Trang là 2.7 và vượt xa cả đảo Ngọc Phú Quốc khi mà địa phương này chỉ có số thống kê ở mức là 1.8 mà thôi. Với những con số này thì anh Tuấn có thể là phân tích cho tất cả mọi người biết rõ hơn cái lý do vì sao không ạ? Để mà chúng ta nói về câu chuyện số lượng lưu trú ở lại lâu, ở đây có những cái bờ biển rất xanh, sạch và sẽ phục vụ cho cái nhu cầu nghỉ dưỡng, nhu cầu về trải nghiệm sau khi mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thì lò xo mà nó càng nén thì nó bung càng mạnh. Điều thứ nhất. Thứ hai đó chính là cái câu chuyện chúng ta có thể nhìn thấy được là ở tại thị trường Quy Nhơn, tất cả chi phí để mà làm một cái chuyến du lịch vừa đáp ứng được cái nhu cầu nghỉ dưỡng, đáp ứng được cái nhu cầu về khám phá cũng như là cái nhu cầu để trải nghiệm của họ thì rõ ràng là với một cái mức chi phí đó nó tương đối rất là thấp. Và ở đây cũng nói về con người, nói về cái câu chuyện về con người cùng với lại cái sự hỗ trợ rất lớn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra những chính sách để thu hút và tập trung mạnh vào cái câu chuyện đó phát triển thị trường du lịch ở Quy Nhơn là một cái điểm đến trong khoảng thời gian 3-5 năm nữa thì rõ ràng đây cũng là một trong những thị trường mà tương đối là sẽ là phát triển. Nếu mà một cái dịch chuyển ở đây thì có thể là dịch chuyển cả đầu tư và dịch chuyển luôn cả cái xu hướng mà tìm kiếm những cái điểm du lịch mới để cho các cái gọi là những cái du khách trong nước họ đến. Và trong tương lai khi mà dịch Covid mà đã được kiểm soát thì những cái câu chuyện liên quan đến du khách quốc tế tới là chuyện rất bình thường. Dạ, như vậy thì chúng ta cũng thấy được là Quy Nhơn đang có một cái lộ trình rất là tốt. Và bên cạnh đó thì ở trong giới bất động sản thì cũng có đánh giá là Quy Nhơn là một thành phố được đánh giá rất là cao, mang tính chiến lược là hành lang Đông Tây và cũng như là có tầm nhìn phát triển về giao thương quốc tế. Và với bản thân của anh là một người nghiên cứu rất là sâu về những thông tin về thị trường bất động sản thì anh nghĩ là và cũng như là anh đánh giá ra sao là cái lộ trình đến khi nào thì Quy Nhơn có thể là hoàn thành hết tất cả những cái chỉ tiêu mà mình đã đặt ra. Và bên cạnh đó thì anh có thể là chia sẻ thêm với tất cả mọi người là những thuận lợi liên quan về vị trí của Quy Nhơn và cũng như là cơ sở hạ tầng ở thời điểm hiện tại của Quy Nhơn được không ạ? Một trong những yếu tố mà nó làm ảnh hưởng đến cái giá của bất động sản đó chính là về quy hoạch đồng bộ. Nói về câu chuyện về hạ tầng và vị trí chiến lược. Nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn thì Quy Nhơn đóng một cái vị trí nó rất là chiến lược ở trong cái khu vực gọi là miền Trung. Rất hiếm những cái thành phố nào mà có đầy đủ những yếu tố như sau nhé. Thứ nhất đó là đường bộ thì có cả một cái quốc lộ đi qua rồi, sắp tới sẽ có thêm là cái cao tốc Bắc Nam. Thứ hai là chúng ta có đường sắt Bắc Nam. Đường sắt Bắc Nam rất là quan trọng nhé, vừa vận chuyển cả người cũng như là hàng hóa. Cái thứ ba ở đây thì sân bay quốc tế. Cái số 4 là về đường biển, có một cái đường biển dài, cảng biển. Và cảng biển này thì cũng là đóng vai trò rất là quan trọng trong nước và quốc tế. Trong tương lai thì đây cũng sẽ là một trong những cái cửa ngõ mà rất là quan trọng. Như vậy thì nếu mà chúng ta xét vị trí ấy, thì hội tụ đầy đủ. Và khi mà hội tụ đầy đủ tất cả những vấn đề như này thì trong tương lai câu chuyện mà ảnh hưởng đến giá là chuyện gọi là chúng ta có thể nhìn thấy trước được. Và dự kiến thì theo cái quy hoạch rõ ràng là đến năm 2030 thì cơ bản là những cái hạ tầng quan trọng của tỉnh phải được hoàn thành. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại bản đồ quy hoạch ạ. Bán đảo Phương Mai và cũng như là khu kinh tế Nhân Hội từ một vùng đất hoang sơ đến nay đã chuyển thành
hai địa danh phải nói là cực kỳ nổi tiếng, thu hút các ông lớn bất động sản trong cũng như là ngoài nước với những cái số vốn đầu tư là nghìn tỷ. Như vậy thì đối với nhận xét của bản thân anh thì cái sức hút nào khiến cho bán đảo Phương Mai và khu kinh tế Nhân Hội, Quang Quý gọi nôm na lại lại có một cái sự lột xác ngoạn mục đến như vậy ạ? Nếu mà chúng ta nhìn từ Google Maps và chúng ta nhìn xuống thì rõ ràng cái khu này nó rất là đẹp. Và nếu mà so sánh với lại cả nước luôn ấy thì không có quá nhiều những cái bán đảo và những hòn đảo nó tương tự như thế. Chính vì cái sự độc đáo và độc nhất của cái bán đảo này đã làm cho cái toàn bộ tất cả những cái nhà đầu tư sau khi mà có những cái sự kêu gọi nhất định từ Ủy ban Nhân dân. Và năm 2019 thì Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh lại cái quy hoạch toàn bộ cái khu kinh tế Nhân Hội này, làm ra một cái quy hoạch nó bài bản và có sự tập trung đầu tư đầy mạnh vào những cái nhóm ngành nhất định, chẳng hạn như là tập trung đầu tư vào du lịch, tập trung tăng trưởng về du lịch. Ví dụ như là chúng ta nói về Phú Quốc cách đây 20 năm là chưa có một cái sự đầu tư, một cái quy hoạch nó bài bản tương tự như này. Rõ ràng là bây giờ khi mà chúng ta nói một cái câu chuyện lịch sử như thế để cho chúng ta nhìn thấy được là ở Nhân Hội nó chỉ mới là bắt đầu thôi. Nó mới là cái câu chuyện ban đầu để chúng ta đưa ra những cái quy hoạch. Và chính vì vị trí độc đáo của nó mà nó không còn nhiều nữa, tức là khi mà số lượng nó có hạn ấy thì cái giá trị bất động sản nó sẽ tăng lên tương đối, chắc chắn là nó không tăng ít đâu. Chính sách của tỉnh hiện tại bây giờ đang tập trung kêu gọi tất cả những thương hiệu mạnh, những thương hiệu có tiếng cũng như là các nhà đầu tư họ về đây để họ làm lại cái thị trường này. Trong khoảng thời gian sắp tới nó sẽ trở nên một trong những cái bán đảo mà nó không hề thua kém đối với những cái khu vực mà trước đây nó đã hình thành và phát triển rồi. Như vậy với tính hấp dẫn và cũng như là sức cạnh tranh cao thì theo anh Tuấn nhận định thì ở thời điểm hiện tại Quy Nhơn đang thiếu dòng sản phẩm nào, và nếu như mà xây dựng dự án với mô hình như thế nào thì sẽ là một lợi thế ạ? Theo khảo sát của chúng tôi thì tại thời điểm hiện tại bây giờ Quy Nhơn vẫn đang còn thiếu một cái khu để giúp cho khách hàng ở đây có thể là tăng được cái trải nghiệm của họ, giúp cho họ có thể có nhiều cái khoảng để họ tận hưởng, họ đi mua sắm, họ giải trí. Làm sao để chúng ta làm được một cái khu đô thị mà có thể là giúp cho các cái du khách họ đến, họ tăng được trải nghiệm của họ, có những cái khoảng không gian vừa nghỉ dưỡng vừa đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Các nhà đầu tư thì họ quan tâm hơn đến câu chuyện về pháp lý, tức là nếu như mà chúng ta có những cái sản phẩm vừa lâu dài và cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu vừa nghỉ dưỡng vừa sinh lời và sẽ là dài hạn, thì cũng là những cái sản phẩm thực sự nó đang rất là hiếm tại thời điểm bây giờ. Và như anh Tuấn cũng đã vừa chia sẻ, tập đoàn Danh Khôi đã nhận thấy sự cần thiết để xây dựng nên một khu đô thị hiện đại mang lại rất là nhiều những giá trị, tiện ích cũng như là đồng hành cùng với chủ trương phát triển kinh tế du lịch của thành phố biển Quy Nhơn. Và ngay bây giờ thì Quang Quý xin mời các anh chị hãy cùng với Quang Quý và anh Tuấn, chúng ta sẽ đếm ngược từ 5 về 1 để có thể là chào đón sự xuất hiện của dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co, đô thị biển phong cách Nhật hiện đang là tâm điểm đầu tư ở khu vực miền Trung. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Hãy cùng với Quang Quý đếm ngược nha. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một đoạn teaser cực kỳ hấp dẫn, đó chính là những hình ảnh giới thiệu đầu tiên của dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co, một đô thị biển mang phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Và em thấy là khi mà theo dõi đoạn teaser vừa rồi thì anh Tuấn cũng đang gật gù. Không biết là anh có những cái chia sẻ gì và cũng như là anh nhận định như thế nào về dự án này ạ? Tất nhiên đây là một sản phẩm rất đáng được chờ đợi.
cứ suy nghĩ là chúng ta mở mắt ra và chúng ta nhìn thấy biển ở trong một cái bán đảo rất là tuyệt vời như là Phương Mai, đúng không? Bên cạnh đó thì Nhật Bản thì rất là nổi tiếng về cái gọi là kinh tế ban đêm, thu hút được các khách du lịch tới, và họ có những cái giải trí để làm cho níu giữ chân của khách hàng. Thì điểm này mới là cái điểm mà nó giúp cho cái tỷ suất lợi nhuận của các nhà đầu tư tăng nhiều hay không. Vừa sở hữu một cái sản phẩm ở bên cạnh bờ biển có tính pháp lý lâu dài, sở hữu một cái phong cách gọi là một cái khu đô thị mang phong cách của Nhật. Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Tuấn rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình livestream ngày hôm nay và chia sẻ cho tất cả chúng ta rất là nhiều những thông tin bổ ích. Và một lần nữa thì chúc anh ở thời điểm hiện tại lúc nào cũng thành công, và vấn đề quan trọng nhất là gì ạ? Đó chính là mạnh khỏe và thịnh vượng anh nha. Xin chào tất cả mọi người.
thành phố biển Quy Nhơn, sự trỗi dậy của thiên đường nghỉ dưỡng, hiện tượng du lịch mới tỏa sáng của Việt Nam. Một trong những thành phố biển đẹp nhất của khu vực biển miền Trung vừa lọt vào top 7 nơi an toàn đáng đến sau đại dịch Covid-19, theo CNBC, tờ báo địa phương nổi tiếng của Mỹ đánh giá. Vị thế đắc địa, sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, các công trình công nghiệp, cảng biển. Thành phố biển Quy Nhơn, vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế Đông Tây, tầm nhìn trở thành trung tâm kết nối giao thương quốc tế.